Mặt khác, tất cả tổ túy tuy rằng cũng đều có không ít cường giả, loại hình cũng rất cũng có, nhưng đều không có tổ thứ ba như vậy làm cho người ta nhìn chăm chú. Trên đài hội nghị, hôm nay thiên cổ đồng phòng đích thân đến, cổ Nguyệt Na đi theo hắn cùng một chỗ, chưa lần đó ra, còn có đến từ chính các đại thế lực, kể cả liên bang nghị hội một cái cao tầng. Thiên cổ đồng phong thủy chung là mặt mỉm cười, giống như đối với trận đấu này thắng bại cũng không phải rất coi trọng bộ dáng. Cổ Nguyệt Na tức thì vẫn là trước sau như một, trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tháp chủ, hôm nay trượng đính trận đấu này ngày thế thế nào? Một vị lão giả mặc hòa phục hướng bên thiên cổ đồng phong hỏi. Thiên cổ đồng phong cười ha ha rồi nói, phó nghị trưởng ngài khỏe chứ, tỷ võ cầu hôn sao, hay vẫn là phải xem thực lực, ta đương nhiên vẫn là xem trọng trượng đình đấy, ta có thể không nỡ bỏ mềm mại gả cho nàng. Nàng cùng với trượng đình còn nhớ là thanh mài trúc mã, muốn là bọn hắn có thể tiến tới với nhau, ta sau này có thể yên tâm về hưu. Ha ha, xem ra ngươi là lắm trăng tính 10 phần rồi, bằng không cũng sẽ không tổ chức lần này tỷ võ cầu hôn đại hội, phó nghị trưởng lúc này cười ha ha nói. Thiên cổ đồng phòng lại nói, không dám nói lắm chắc tính, cuối cùng nếu là trận đấu này, liền hết thấy đều có khả năng, có điều trương đình đứa nhỏ này đúng là vô cùng cố gắng, những năm này đã bắt đầu giúp ta chia sẻ rất nhiều chuyện vui rồi, trước mắt cũng là được trong tháp cao tầng nhất trí coi trọng, lần này cũng là hy vọng rằng hắn có thể thông qua trận đấu gần nhất này một bước tổ liên, sớm đã thành thục. Được rồi, đúng, người trẻ tuổi chính là cần tổ liên. Đúng rồi, ta nghe nói người tại tỷ võ cầu hồn đại hội cuối cùng ngày đó mới biển cát miệng hạ, hắn đã đáp ứng sao? Thiên cổ đông phong cười khổ rồi nói, còn chưa đáp ứng, từ khi lần này xuất chiến trở về sau, Trần Huynh lúc này cảm xúc vẫn đều không tốt, tuy rằng chúng ta cũng là bạn cũ lâu lắm, nhưng cũng không tốt hơn tại quấy rồi hắn. Phó nghị trưởng trong mắt chợt lóe sáng rồi nói, phải, xuất chinh lần này không nghĩ tới gặp được nhiều vấn đề như vậy. Đường môn cũng thật sự là có thể gây sự tình. Đúng rồi, không có tin tức của đường môn môn chủ kia, các người chuyển linh tháp không phải là rất tin tức linh thông sao? Thiên cổ đồng phòng lúc này hờ nhíu mày lại rồi nói, còn không có. Hắn nguyên bổn cho rằng đường phố lên nếu như lúc trước cùng với cổ Nguyệt Na từng có một đoạn kết giao trải qua, sẽ phải xuất hiện ở đây lần trên tỷ võ cầu hồn đại hội. Nhưng thẳng cho tới bây giờ như cũ không có tin tức gì, đường môn sống như là thật sự im hơi lặng tiếng. Từ khi xử lý khắc thành bị thập nhị cấp định trang hồn bảo đàn pháo san thành bình địa, về sau đường môn vẫn lộ giá phải vô cùng ít xuất hiện. Tất cả đường môn cơ cấu đều trên diện rộng thú liễm, trang bị tuyển bổ trợ giá, thành phẩm phú quốc này từ trước trước tới nay cũng đã rất ít xuất hiện. Cảnh này khiến cho dân chúng cũng tốt, hay là khác đặc biệt cải các đại thủ trưng cũng vậy, dân sấn đều không thể nào để ý đến đường môn tồn tại. Chỉ có những cái kia thực sự hiểu rõ đường môn nội tình người, mới hiểu được đây là một cái tuyệt đối không thể coi nhẹ tông môn. Thực lực của đường môn nguồn gốc từ cái gì? Nguồn gốc là từ 2 vạn năm trước truyền thừa của đường môn tổ thiên đường tam. Quả nhiên chẳng ai ngờ rằng đường môn tại trên đấu la đại lục cái gì cũng không có làm, lần lữa ẩn nhẫn. Nhưng đột nhiên xuất hiện ra tại Tinh La Đại Lục, đường môn môn chủ càng là tại trên Tinh La Đại Lục đã đến một cuồng cái gì đó ngũ thần chi quyết, làm cho mọi người đều biết, nguyên bản triều linh tháp còn muốn thông qua cho hấp thụ xạ ánh sáng chuyện này để chèn ép đường môn sánh phóng. Nhưng mà ai biết, ngũ thần chi quyết đường môn cái kia không so với tuổi trẻ môn chủ nhiều trước đã lấy được cực lớn nhân khí. Ngay sau đó liên bang hạm đội đến, cứ việc chứng cứ không đủ đầy đủ, nhưng người sáng suốt xa cũng nhìn ra được, Tinh La đế quốc những cái kia siêu cầm vũ khí là làm sao tới hay sao, đấu linh đế quốc vì cái gì có thể cùng với Tinh La đế quốc cùng nhau trông coi, hơn nữa cũng đã có đủ vũ khí cường đại, không thể nghi ngờ, cái này cũng hợp được đường môn có quan hệ. Lúc này mới tại chuyển linh tháp dưới sự lỗ lực, đem đường môn tuyên bố trở thành phản quốc tổ chức. Điều này khiến cho trên chính đàn không nhỏ âm thanh phản đối. Cuối cùng, đường môn là vì đại lục làm xuất hiện ra chắc tiền đóng góp, thần vất vả mới đem những này đè xuống. Mà đường môn chính mình như trước là cái gì cũng có xảy ra. Cứ như vậy im hơi lặng tiếng, lúc trước tiến về phía trước, đường môn Tinh La đế quốc mới nhầm môn chủ thậm chí cũng không biết trở lại chưa. Lần này tỷ võ cầu hồn đại hội bản tới cũng là ý định đưa hắn ra. Tiền lúc ở trong bóng tối đối thủ mới là khó đối phó nhất, nhưng vấn đề không có phát hiện tung tích của đường Vũ Lân. Lúc này nghe phó nghị trưởng nhắc tới có quan hệ với chuyện của đường Vũ Lân, thiên cổ đồng phòng lụ cười trên mặt cũng không khỏi thù liễm rất nhiều. Từ Tinh La đế quốc bên kia chuyển về tin tức nhìn, người trẻ tuổi này tương đối không có, hơn nữa là cùng với Tinh La đế quốc, đấu linh đế quốc đã thành lập lên tương đối quan hệ mật thiết, làm truyền linh tam tại trong 2 đại đế quốc này có gan mỗi bước khó khăn cảm giác, thế lực lớn rút lui.
Trẻ tuổi như vậy liền có thể làm được một điểm này. Tương lai một khi lớn lên, tất lại chính là họa lớn trong lòng. Hắn cũng không hy vọng rằng tại xuất hiện ra một người giống như kình thiên đấu la lớn như vậy đại lục đã nhất nhân đi xa. Chính thức hiện tại không có tin tức gì không? Thiên cổ đồng phòng hỏi. Phó nghị trưởng lắc đầu. Đường môn là dạng gì tồn tại? Thiên cổ huynh hẳn rõ ràng hơn hết, tựa như không có ai biết các ngươi truyền linh tháp lộ tình thâm hậu bao nhiêu giống nhau, cũng từ không có ai biết đường môn lộ tình có thể đạt tới như thế nào trình độ. Thản nói vô ích, cá nhân ta bản tới cũng đã không quá tán thành đem đường môn đánh thành phân phố tổ quốc tổ chức, cũng không phải là bởi vì ta đồng tình bọn hắn, mà là bởi vì hiện giữa loại tình huống này, đường môn đem hoàn toàn che giấu ở trong ám, ngược lại sẽ càng khó đối phó. Hiện tại các loại ngành tình báo đều đang toàn lực tìm kiếm, nhưng không hề có một chút tin tức nào, hơn nữa không biết người có hay không có một loại cảm giác. Cái gì? Thiên cổ đồng phòng nghi hoặc nói. Phó nghị trưởng trầm giọng nói. Cản tay, phạm chân là chúng ta đối phó với đường môn hành động, rất nhiều mắt đều được cản tay. Cái này để cho ta đối với đường môn tìm kiếm có gan làm vào vũng bùn vậy, nửa bước khó đi cũng càng ngày càng thêm khó khống chế. Thiên cổ đồng phòng lại nói. Ngày cũng không cần lo lắng quá mức, ở lúc ở trong bóng tối tùy phiền toái, nhưng mà điều này cũng đồng dạng sẽ mất đi dân chúng ủng hộ, không có dân tâm, đường môn chỉ có thể là lúc ở trong bóng tối như con chuột, vĩnh viễn cũng không có thể đi đến trước ánh mặt trời đến. Cứ thế mãi, bọn hắn thì sẽ biến thành như trước là thánh linh giáo giống vẻ tồn tại. Phó nghị trưởng sâu đậm nhìn hắn một cái rồi nói, hy vọng như thế đi. Thiên cổ đồng phong làm ra một cái thủ hiệu mời, mời ngồi xem xó thái đi. Cô Nguyên Na một mực thở ở lạnh nhạt, cũng từ đầu đến cuối không có nói xen vào, chẳng qua là lặng yên nhìn xem đầy hết thấy, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Làm phó nghị trưởng nhắc tới đường môn thời điểm, tâm tình của thiên cổ đồng phong còn chịu ảnh hưởng không nhỏ đấy. Rất hiển nhiên, hắn cũng không phải thật sự không thể thèm để ý, chính trái lại hắn kỳ thần rất đẹp trong lòng. Đường môn cùng với xử lý các đồng chí liên trí, vì cái gì đã từng liên bang, chính phủ đều muốn đối với bọn hắn kiêng kỵ vào phần, liên là bởi vì bọn họ trình thể thực lực quá cường đại. Sự lẽ khắc thành tồn tại, giống như là tại trong liên bang một cái độc lập vương quốc, tuy rằng là trung lập, nhưng đối với những người thống trị mà nói, ai cũng không hy vọng xuất hiện ra một chỗ như vậy. Đây mới thực sự là dẫn đến sự lẽ khắc thành bị hủy diệt chỗ căn nguyên. Nhưng mà sự tình phát triển đến bây giờ, giống như lúc trước không tưởng tượng được vậy. Sự lẽ các học viện trò tàn lại cháy, đốt lên rất nhiều thứ. Những vật này đều là đến từ chính sự lẽ các học viện cùng với đường một lộ tính, đó là chân chính gốc gác mạnh mẽ. Thính phòng hàng phía trước, ở một cái không ngờ lại có thể xuất ra rất rõ ràng sân thi đấu trong góc, một tên mặc đồ thể thao, nhìn qua thanh niên hơn 20 tuổi, mặt mỉm cười, hướng đồng bạn bên cạnh nói, hôm nay trận đấu này xác thực rất có xem chút, ta phỏng đoán thiên cổ đồng phóng đem ẩn dấu cái gì đó cũng cho hắn cháu trai kia đi. Âm thanh của hắn bình thản cũng không tính là rất thấp, nhưng ngồi ở trong phụ cận mặt khác người xem nhiều trước là cũng không nghe được giống nhau. Chỉ có bên cạnh hắn tên kia tướng mạo bình thường thiếu nữ chậm rãi nhẹ nhàng gật đầu. Vậy thì như thế nào? Vô luận thiên cổ đồng phòng như thế nào, ta đều đối với Vũ Lân có lòng tin tuyệt đối. Thanh niên cười ha ha, đấy là tự nhiên, Vũ Lân tiến bộ tốc độ cũng vượt qua quá tưởng tượng của chúng ta. Mặc dù đối với Tào Đức Chí tên kia ta vẫn luôn luôn không phục cho lắm, nhưng mà lần này nhưng không phải không thừa nhận, hắn là rất đúng. Nếu như chẳng qua là lời nói của ta, ta thật sự không hạ nổi quyết tâm lại để cho còn trẻ như vậy Vũ Lân nghiền gánh chịu ra trọng trách như vậy. Hiện tại xem ra, lão Tào vẫn là đúng. Thanh liên này không là người khác, đúng là đường môn đấu la điện phó điện chủ, một đời cực hạn đa tình đấu la tàng hâm. Mà ở bên cạnh hắn tự nhiên đúng là đường Vũ Lân mẹ nuôi, sau khi hóa trang thành thánh linh đấu la Nhã Lị rồi. Ai có thể nghĩ tới, hiện tại như vậy một góc khuất không thu hút được bên trong. Vậy mà lại đang tọa trú ra hai tên cực hạn đấu la tầng thứ cường giả, một vị trong đó càng là hiện thời trị liệu hệ thứ một cực hạn đấu la. Nhã Lị mỉm cười rồi nói, đây là các người thần tính mát, hơn nữa ta tay rất nhanh, muốn là chúng ta càng nhanh một chút, lỡ không chúng, chúng ta sẽ không để cho đường Vũ Lân đi làm đường môn chủ này rồi. Hắn đã quá khổ, các người còn nhẫn tâm cho hắn ra gây áp lực lớn như vậy. Tại Hà Thần Các ít nhất không có nhiều chuyện như vậy, đường môn cùng với Sử Lê Các cuối cùng không giống với. Chúng ta chỉ là một ít học viên, mà lúc này liên quan đến thứ đồ vật nhiều trước quá nhiều, nhiều lắm. Đường môn các người ấy. Tăng Hâm mỉm cười rồi nói, cho tới nay,
Sử Lai Khắc mới thật sự là hạch tâm, mà Đường Môn thì là Sử Lai Khắc bên ngoài. Chúng ta thủy chung đều là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ, lúc này mới có thể sừng sững không ngã. Tương tại Đường Môn rất suy vì thời điểm, chính là Sử Lai Khắc vườn viện già giờ tay. Lần này Sử Lai Khắc xây dựng lại, chúng ta cũng tin tưởng không được bao lâu thời gian, Trợ Linh Tham cùng với những cái kia người có quyết tâm liền sẽ phát hiện phán đoán của bọn ta là không sai. Thật sự rất muốn nhìn một chút Thiên Cổ Đồng Phóng vào ngày nấy bảo sau biểu lộ. Nhã Lị lúc này bật cười, ngươi chả thế nào như trước người trẻ tuổi như vậy, chúng ta đều như vậy tuổi đã cao rồi đó. Tang Hâm lúc này cười ha ha một tiếng rồi nói, bởi vì ta là cái gì đa tình hạt giống đây. Nhã Lị có một chút bật đắc sĩ lắc đầu, hy vọng Thiên Cổ Đồng Phòng sẽ yêu thích chúng ta mang cho hắn phần này kinh hỉ đi. Trên khán đài lúc này sớm đã kín người hết chỗ, nhiệt tình của các khán giả rất cao, còn có không ít tranh hoặc là chữ viết đều viết tên của Ngọc Long Nguyệt, hiển nhiên là hắn ủng hộ rồi. Đương nhiên thuộc về của Thiên Cổ Đồng Phong, tranh hoặc là chữ viết thêm nữa, lờ đây nói theo một ý nghĩa nào đó, dù sao cũng là sân nhà của hắn. Lam Phật Tử liền đứng ở trận đấu đài bên cạnh, khuôn mặt lạnh lùng. Hôm nay nàng không có đi phòng nghỉ, nàng một chút đều không muốn nhìn đến tên kia, càng không muốn nói chuyện cùng hắn, không biết vì cái gì qua lại luôn luôn rất tù dưỡng nàng. Chỉ cần là đối mặt với tên kia thời điểm, sẽ không khống chế nổi tâm tình của chính mình. Hôm nay hắn có thể thắng sao? Hắn nhất định không thắng được đâu. Hừ, xứng đáng. Lam Phật Tử lúc này hùng tận ở trong lòng nguyền rủa người nào đó. Hát xì trong khu nghỉ ngơi, Đêm Phố Lân hát xì một cái.